Vâng, xin chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Bá Hùng Audio. Video clip lần này xin mời mọi người cùng bên em unbox cặp loa nóng hổi của JBL có model là L100 Classic Mark 2. Cặp loa này thì đã được anh khách hàng lựa chọn rồi và anh có nhờ bên Bá Hùng là khui thùng và test review trước khi giao hàng cho anh. Và anh khách cũng đã nghiên cứu, tìm hiểu rất nhiều dòng loa rồi và đã thấy cái mẫu là 100 Classic Mark 2 này phù hợp với lại đồ đánh cũng như là phù hợp với lại gu nghe của mình. Qua nhiều cái bản test của bên Bá Hùng Audio thì anh đã lựa chọn cho mình. Và hôm nay thì xin mời quý vị bạn hãy cùng bên em khui thùng mẫu loa này ra để cùng nhau test, thưởng thức âm thanh. Sau đó em sẽ gửi cho anh khách ở Quảng Ninh. Vâng, chúng ta vừa cùng nhau unbox loa JBL L100 Classic Mark 2 xong. Đây là một mẫu loa thay thế cho L100 Classic trơn với nhiều cải tiến về driver, về phân tần giúp cho chất lượng âm thanh được nâng cao hơn 30% so với trước đây. Thực sự nó là một cái gói nâng cấp rất là tốt để chúng ta chơi và trải nghiệm. Nhưng giá thành thì lại không vênh so với trước đây nhiều. Trước đây thì L100 Classic có giá lít là 120 triệu nhưng L100 Classic Mark 2 chỉ thêm có 5 triệu nữa thôi mà chúng ta nâng cao được hiệu suất âm thanh lên tới 30%. Và đó là mức giá để chúng ta tham khảo thôi. Còn thực tế thì bên em đang có mức giá chiết khấu vô cùng tốt. Anh em quan tâm xin liên hệ trực tiếp với Bá Hùng Audio để có mức giá tốt nhất. Hiện tại thì chiết khấu còn dưới 100 triệu đồng thôi. Anh em hãy gọi ngay cho Bá Hùng Audio để hưởng cái mức giá chiết khấu tốt nhất nhé. Và cặp loa hôm nay Bá Hùng Audio unbox để gửi cho anh khách hàng là một cặp e căng màu đen. Chúng ta có thể thấy là e căng rất là đẹp và nổi bật đúng không ạ? Với một cái logo được đặt ở phía bên dưới này, nó rất là đẹp. Loa L100 Classic Mark 2 thì sử dụng cấu trúc 3 loa, 3 đường tiếng, trong đó bass 30 cm, gân cao su và sử dụng một loa mid 12,5 cm và một loa chép đôm titan. Lỗ thoát hơi thì được đặt ở phía trước của thùng loa. Chính vì vậy thì rất dễ kê kích và trong mọi vị trí của căn phòng chúng ta.
Và bây giờ xin mời mọi người chúng ta hãy cùng nghe thưởng thức âm thanh đến từ JBL L100 Classic Mark 2 này nhé. Mây mưa cho lòng ai.
chẳng còn thơ vương.